Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là chiều thứ năm, Bắc Mỹ Mountain Time. Nói chung là cuộc sống ở Mỹ mỗi ngày như mọi ngày, cơm áo gạo tiền. Thời buổi giờ mà kinh tế khó khăn, ở đâu cũng phải làm, ở quê nhà cũng phải làm. Nhưng mà không có gì vui nhất là mỗi lần mình cho cá ăn ở cái ao cá Bác Hồ của mình. Các bạn thấy cá, ao cá Bác Hồ đẹp không? Có mấy con cá mình bắt ở ngoài hồ, ngoài sông đem về, bữa nay nó đẻ ra quá chừng luôn. Mấy con này nó gọi là Blue Reel. Còn mấy con này nó ngộ lắm anh chị các bạn. Cái loại này nó giống như cá rô của Việt Nam vậy, giống vậy thôi à. Ăn ngon lắm á. Nó đẻ cái đầu câu lên bớt đặng chiên ăn. Trời bên này nó nóng lắm. Tại hơn một cây boy. Mấy con chó hay thường. Rồi thằng nào rớt. Hai cái thằng này. Ê boy, come on. Okay. Let's go. Các bạn thấy thì nói chung mấy thằng tư bản, mấy thằng nước lớn mà nó làm ăn với nhau thì tụi nó quyền lợi của nó, nhiều khi nó tranh giành cái thị trường và tranh giành những cái quyền lợi của nó. Còn mình là dân, gọi là dân lao động phổ thông, thì mình cố gắng mình lo làm ăn vậy thôi. Anh chị các bạn nên nhớ vậy, mình cứ cố gắng lo làm ăn. Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Anh chị các bạn thấy ở Việt Nam đất nước phát triển, đổi mới rất là tuyệt vời. Nhiều khi anh chị các bạn nhìn những cái thị trường chứng khoán hay gì nó dao động của cái tụi Mỹ á, thì nhìn thấy lo âu sợ hãi gì. Nhưng mà cái công ăn việc làm của người dân nó cũng bình thường thôi. Tôi thấy như đời sống bên Mỹ hiện nay, công ăn việc làm nó cũng bình thường thôi. Người ta vẫn đi làm, người ta vẫn lãnh lương, và họ vẫn chi tiêu cho cái cuộc sống hàng ngày. Và bên Việt Nam tôi thấy, tôi theo dõi cũng vậy. Và người ta đang phấn đấu để đặng mà vươn lên. Và nhà nước Việt Nam đang tìm đủ mọi cách để làm sao cho ổn định chính trị, ổn định kinh tế, để người dân có cái cơ hội họ phát triển cái kinh tế rất là tuyệt vời. Các bạn thấy Mỹ với lại Trung Quốc đấu nhau trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán nó là cái thị trường ảo, anh chị em các bạn nên nhớ như vậy đó. Nhưng mà mình theo dõi nó giao dịch bằng giấy không à, nó giao dịch bằng giấy tờ, giấy bằng miệng. Nó ra ngoài đó nó đấu giá với nhau, đấu thầu với nhau, nó cầm giấy nó đấu anh chị các bạn. Cho nên hay nó giao dịch mạnh thì thị trường chứng khoán nó lên nhiều. Đa số chứng khoán nó dành cho mấy thằng mà giàu, nhiều tiền lắm của. Nó có của ăn, của dư, của thừa, của để rồi. Nó lên đó, nó chơi chứng khoán, nó là cờ bạc mà. Còn như mình, là dân phổ thông, mình thấy vậy mình cũng nhảy vô là chết đó anh chị các bạn. Không bao giờ. Tôi nói anh chị các bạn tuyệt đối không bao giờ chơi chứng khoán. Bất cứ ai hỏi tôi chơi chứng khoán, tôi nói no. Có tiền lo làm ăn. Mình lo làm ăn, không bao giờ nhảy vào vấn đề chứng khoán. Nguy hiểm lắm. Nó rất là risky. Thì nói chung thì mình là người làm ăn thì mình cũng phải theo dõi anh chị các bạn đó. Mình theo dõi để mình biết cái tụi tư bản, cái tụi chính trị và những cái quốc gia mà người ta làm ăn trên thương trường quốc tế nè. Mình xem coi những cái đường lối và chính trị của họ, họ ngoại giao như thế nào. Như đối với tôi thấy Việt Nam rất là ổn định. Anh chị em các bạn thấy tình hình ở Biển Đông mấy ngày qua, mấy cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại thì nó tìm đủ mọi cách để đặng nó kích động người dân trong nước. Rồi một số mấy cái đám mà cho dân chủ cụi trong nước, nó cũng ăn theo, nó làm giống như là nó là cái gì ghê gớm lắm.
kêu gọi người ta xuống đường chống Trung Quốc này nọ, tào lao này. Các bạn thấy thì nói chung thì tôi thấy trong suốt thời gian qua cái chính sách ngoại giao của Việt Nam mình rất là hay, rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Cuối cùng thì Trung Quốc cũng phải rút lui và nhường lại cái Biển Đông cho Việt Nam mình. Hàng Trung Quốc lúc nào cũng vậy, nó lợi dụng tình hình bất ổn của cộng đồng thế giới để đặng mà nó tìm cách nó ăn hiếp Việt Nam mình. Nhưng mà Việt Nam mình ngày hôm nay kinh tế mình phát triển, mình đã có những cái tiếng nói rất là mạnh trên cái thương trường quốc tế rồi, cho nên mình cũng không thể nào để mà sập bẫy tụi nó. Cho nên anh chị các bạn thấy hàng Trung Quốc nó cắt giảm cái đồng nhân tệ của nó, nhưng mà nó cũng xanh máu mặt chứ đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn. Các bạn tưởng đâu hàng Trung Quốc nó cắt cái đồng nhân tệ như vậy là nó để đặng là gì, là có nghĩa là nó đã thắng hàng Mỹ chưa? Các bạn thấy cái chứng khoán Mỹ nó rớt gần 800 điểm ở Dow Jones. Các bạn nghĩ rằng ô vậy là Trung Quốc nó đã thắng, ô là hàng Trung Quốc nó làm hàng Mỹ, mấy hàng tư bản Mỹ trong cái ngày hôm đó là mất 150 tỷ. Đối với tôi Mỹ, mấy hàng tư bản Mỹ mất 150 tỷ, nói tụi nó hả, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.